Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất được cập nhật từ 18 giờ hôm nay, ngày 26 tháng 10, các chốt kiểm soát cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh dừng hoạt động. Lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra lưu động để xử lý vi phạm. Ngoài ra, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh được giao đặc biệt theo dõi diễn biến của biến thể Delta Plus COVID-19. Thông báo trên được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu kết luận chỉ đạo trong cuộc họp đề xuất tạm ngừng triển khai các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. Cụ thể, 51 chốt trạm kiểm soát sẽ tạm ngừng hoạt động từ 18 giờ ngày hôm nay, 26 tháng 10. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Công an thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục tuần tra kiểm soát lưu động, chỉ đạo các tổ tuần tra lưu động kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định trong công tác phòng chống dịch tại các khu vực bến xe ga tàu các tuyến đường vận chuyển hàng hóa hành khách liên tỉnh đặc biệt kiểm tra xử phạt vi phạm về nồng độ cồn đối với người lưu thông vi phạm Song song đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng giao Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Công an thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình đã ký công văn khẩn gửi Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế, Công an thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân các quận huyện thành phố Thủ Đức về tổ chức hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn thành phố, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Theo đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, khẩn trương tổ chức hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn thành phố theo đúng hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải tại Quyết định 1812 ngày 16 tháng 10, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo so dịch. Tám tuyến xe buýt này gồm số 14 bến xe miền Đông, 3 tháng 2 bến xe miền Tây, số 20 Bến Thành, Nhà Bè, số 27 Bến Xe Buýt Sài Gòn, Âu Cơ, Bến Xe An Sương, số 29 Phà Cát Lái, Chợ Thủ Đức, số 141 Khu Du lịch BCR, Long Trường, Khu Chế xuất Linh Trung 2, số 65 Bến Thành, Cách mạng tháng 8, Bến Xe An Sương, số 74 Bến Xe An Sương, Bến Xe Củ Chi, số 79 Bến Xe Củ Chi, Đền Bến Dược. Các tuyến xe buýt này sẽ hoạt động liên tục từ 5 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Riêng tuyến số 74 hoạt động tại bến xe Cù Chi từ 4 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút và tại bến xe An Sương từ 5 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút. Các tuyến xe buýt hoạt động trở lại phải trang bị dung dịch rửa tay cho hành khách, thùng rác trên xe có nắp đậy, không sử dụng máy điều hòa, khi cần phải mở thì không để nhiệt độ dưới 26 độ C, vận chuyển tối đa không quá 50% sức chứa của phương tiện. Xe buýt xuất hiện trên đường phố để đón khách sau 4 tháng tạm ngưng vì dịch. Đại diện trung tâm xe buýt cho biết, trong giai đoạn tiếp theo, đơn vị này tiếp tục tham mưu Sở Giao thông Vận tải tổ chức các tuyến xe buýt với tần suất và thời gian hoạt động tùy theo tình hình và nhu cầu thực tế từng khu vực. Ngày đầu hoạt động trở lại sau thời gian tạm ngưng do dịch Covid-19, hành khách đi trên xe tuân thủ nghiêm quy định 5K. Nhiều người dân bày tỏ vui mừng khi một số tuyến xe buýt đã được cơ quan chức năng cho hoạt động trở lại. Dịch đã được kiểm soát, xe buýt được chạy lại nên tôi vui lắm, Mong rằng những ngày sắp tới, các hoạt động giao thông thành phố nói riêng và cả nước nói chung sẽ trở lại bình thường. Chị Lê Thị Hương, ngụ quận 12 chia sẻ. Đi xe buýt trở lại sau nhiều tháng, bà Đinh Thị Thúy Việt, 69 tuổi, cho biết hành khách đi xe buýt phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí như tiêm hai mũi vaccine, khai báo y tế trước khi lên xe. Sáng sớm nay, tôi đón xe buýt đi khám bệnh, xong rồi tiếp tục đi xe buýt về bến xe miền Đông. Trong ngày đầu xe buýt hoạt động trở lại, tôi thấy khách chưa đông như lúc trước dịch chỉ có vài hành khách và ngồi giãn cách nhau. Tôi đi xe buýt thấy an toàn và rất thoải mái, bà Việt chia sẻ. Hôm mùng 5 tháng 10, 4 tuyến buýt số 77, 90, 127 và 128 được hoạt động trở lại ở huyện Cần Giờ, tần suất 60 trên 90 chuyến mỗi ngày. Ngoài xe buýt, thành phố Hồ Chí Minh đã mở lại xe khách tuyến cố định, taxi, ô tô dưới 9 chỗ ứng dụng công nghệ, buýt sông với tần suất hạn chế nhằm đảm bảo phòng chống dịch. Thành phố hiện có 128 tuyến xe buýt, gồm 91 tuyến trợ giá và 37 tuyến không trợ giá. Trước đó, từ ngày 20 tháng 6, xe buýt cùng nhiều loại hình vận tải hành khách công cộng khác tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch. Dự kiến từ ngày 1 tháng 11, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục cho các tuyến xe buýt hoạt động trở lại tùy theo nhu cầu và tình hình kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn. Thưa quý vị, đến nay tình hình dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh đã được kiểm soát và chuyển biến theo hướng tích cực nhưng thành phố vẫn chưa chốt thời gian mở lại dịch vụ ăn uống tại chỗ. Dù vậy, nhiều quán cà phê trong sáng 26 tháng 10 đã mở bán, thậm chí là phục vụ khách ngay trên vỉa hè. Bên lề kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, dự kiến tuần tới, thành phố cho mở lại dịch vụ ăn uống tại chỗ ở một số khu vực kiểm soát được dịch. Sau thông tin trên, các nhà hàng, quán ăn ở thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu cho nhân viên dọn dẹp lại các vật dụng, sắp xếp bàn ghế để chờ chính quyền thành phố Hồ Chí Minh chính thức cho phép. Thậm chí, dù chưa được phép, nhưng nhiều hàng quán đã tự do mở bán tại chỗ cho khách. Ghi nhận mới đây, trên nhiều tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh như Bà Huyện Thành Quan, Dạch Bùng Bình, quận 3, Phạm Văn Bạch, Nguyễn Quang Bích, Hoàng Hoa Thám, Trường Sa, quận Tân Bình, nhiều quán cà phê, nước giải khát đã dục dịch mở bán tại chỗ để phục vụ khách. Tại họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh mới đây, trả lời báo chí về thời gian cho phép hàng quán được bán tại chỗ trở lại, ông Lê Huỳnh Minh Tú, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cho hay, hiện tại Ủy ban nhân dân thành phố đang xem xét cùng với các sở ngành để cân nhắc mở lại. Theo đó, các vấn đề cần xem xét như phục vụ như thế nào, cách làm ra sao, cách thức đánh giá. Việc này còn nhiều vấn đề cần trao đổi sẽ cung cấp thông tin sớm nhất, ông Tú cho hay. Thông tin thêm về tình hình cung ứng hàng hóa, ông Tú nói rằng thị trường tại thành phố Hồ Chí Minh đã dần đi vào ổn định, nguồn cung ứng khoảng 6.000 tấn trên một ngày, các trạm trung chuyển của ba chợ đầu mối đáp ứng bình quân khoảng 1.700 tấn hàng trên một đêm. Đến nay có 120 trên 224 chợ truyền thống được mở, các chợ còn lại sẽ tiếp tục mở lại trong thời gian tới. Dự kiến từ nay đến ngày 31 tháng 10 sẽ có thêm 19 chợ truyền thống tiếp tục được mở hiện chỉ còn hai quận huyện chưa được mở chợ truyền thống vì còn đang xem xét mức độ an toàn. Trước đó, Ban An toàn thực phẩm vừa có tờ trình gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố với 6 tiêu chí. Trong đó, yêu cầu cơ sở phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và có đăng ký mã QR tại địa chỉ http 2 gạch chéo gạch chéo giao nhận hàng, khách hàng, người liên hệ cơ sở phải tuân thủ nguyên tắc 5K, phải thực hiện quét mã QR và thực hiện đúng theo hướng dẫn của ngành y tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Khai báo y tế, tiêm ngừa vaccine, thực hiện xét nghiệm và có kết quả âm tính với COVID-19. Thưa quý vị khán giả, Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên cả nước cơ bản đã được kiểm soát, nhưng tại một số tỉnh thành và địa phương, số ca mắc vẫn có xu hướng tăng, nên người dân vẫn cần phải nâng cao cảnh giác. Để cập nhật những thông tin nhanh nhất, chính xác nhất về các ca mắc mới, cũng như quy định phòng dịch của Bộ Y tế, quý vị đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo kênh youtube báo Sức Khỏe và Đời Sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!